Cá chốt trâu dễ nuôi, ít bệnh, nhưng để nhân giống số lượng lớn không phải dễ. Qua thời gian nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật ép nhân giống, anh Châu Hoàng Tâm đã thành công xuất bán khoảng vài chục triệu con giống mỗi năm. Tôi mới về bên đại học đó, tôi mới lấy cái kỹ thuật đó. Rồi với có mấy anh em bạn bè đó góp ý nhau rồi nó mới sáng kiến lên ăn làm. Nói chung lúc đầu làm thì cũng không có khó khăn gì, nhưng mà cái lượng mình ép ra nó không được đạt nhiều lắm, kiểu như chưa có kinh nghiệm gì mấy đó. Rồi khi làm thì ngày càng ngày dần dần có khoảng 2 tháng đầu bắt đầu cái tỷ lệ đạt nó cao. Thông thường, cá chốt giống sau khi nuôi được 8 tháng có thể tiến hành cho sinh sản. Cặp bố mẹ được lựa chọn kỹ, chăm sóc và dưỡng trứng theo đúng kỹ thuật. Các con sau khi ươm 14 ngày sẽ xuất bán, trung bình kích cỡ từ 1,5 đến 2 cm, giá bán từ 150 đồng một con. Trại giống của anh Tâm hiện đang cung cấp cá giống cho các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Long An. Thường thì cá từ 1,5 phân, 2 phân, 2,5 phân, 3 phân thì trung bình là cỡ 1,5 phân này người ta thả nhiều. Phân gửi hiện tại giờ là con 150 đồng con. Trong tỉnh mình thì ít, nhưng mà còn Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Long An đó, mấy vùng đó là người ta gọi điện thoại làm không kịp giống. Từ loài cá quê mùa, nay cá chốt đã trở thành đặc sản tại nhiều nhà hàng, quán ăn. Do cá ngoài thiên nhiên ngày càng cạn kiệt nên thị trường khan hiếm. Theo anh Tâm, thịt cá chốt trâu chắc, ngọt và không tanh nên được nhiều người ưa chuộng. Giá cá thương phẩm trên thị trường cao, đầu ra thuận lợi nên kéo theo nghề nhân giống cá, mang lại thu nhập khá cho nhiều bà con.